Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nha. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 31 tháng 7 năm 2020. Và hiện tại chúng tôi đang đến chú Bằng tại Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ về ký nhận chiếc sập ngồi, chất liệu gỗ dâu, kích thước là 1m8 x 2m2. Chú sập này là tôi làm theo mẫu là mẫu ngũ cúc trá mai, dạ dày 10 phân chân 24 cổ liền. Trước mặt video tân quay clip và trực tiếp tại cơ sở sản xuất của chúng tôi thì bên trong này đây. Hiện tại đang vào giờ các công trình chưa rồi nhưng anh em thợ đã nghỉ rồi. Quý vị có nhu cầu liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Quan Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 510 86. Hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2020. Đấy, phía bên cạnh này có đôi lục bình chất liệu gỗ sa cơ, kích thước là 1m8, đường kính 50 và được được chạm tứ quý Tùng Chú Công An. Vì nào có nhu cầu để hiểu liên hệ. Tại Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ. Ngoài ra thì hiện tại chúng tôi còn rất nhiều các mẫu sập ngồi khác. Như trước mặt vị đây là một chiếc sập ngồi gỗ gụ, kích thước là 1m8 x 2m2. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện. Và rất nhiều các mẫu sập ngồi gỗ hương. Cũng là chúng tôi sẽ sẵn hàng chục chiếc sập để phục vụ cho khách hàng. Chiếc sập này chúng tôi phải chuẩn bị từ trước để cho gỗ nó cong ngót, vì gỗ sập là khổ gỗ rất là lớn thì chúng tôi sẽ làm số lượng rất là nhiều. Trong quá trình một thời gian thì gỗ nó sẽ cong ngót, thì quý khách hàng sử dụng thì hoàn toàn yên tâm về độ cong ngót của sản phẩm. Ok, xin chào mọi người nhé và hẹn gặp lại trong những video clip khác. Quý vị nào quan tâm đến đồ gỗ thì có thể like và đăng ký kênh chúng tôi để có thể cập nhật được những clip sản phẩm mới nhất. Xin chào mọi người.